Ê, là tay các bạn. Ở trên, mình gái chúng ta cái hàng ngọn đâu lên bạn. Bắt đầu mình sẽ tiếp tục mình gái với cái nấm mèo này lên bạn. Để cho nó đều ra. Rồi mình sẽ xếp mấy cái xúc xích nè bạn. Đến lạp lạp xưởng mà không lạp xưởng mình hết cái mình cũng hay luôn các bạn. Rồi, mình sẽ để trứng cút sắp nó xuôi thêm vậy bạn. Này là cái nhân hồi để mình cuộn nó lại cũng giống như cái đòn bánh tét vậy đó các bạn. Khi mình cắt ra chính giữa cái nhân của nó là một cái trứng cút các bạn. Mình cứ sắp xuôi nó theo vậy đi, rồi mình sẽ sắp tôm nó theo bên vậy nó bạn, đó. Sắp vậy đó bạn, đó. Khá là bắt mắt bạn. Hôm nay tiếp tục làm món ăn với thịt heo bạn ơi, đây là cục thịt heo mà mình mua ở chợ bạn, rồi người ta đã xây sẵn giùm cho mình luôn bạn, rồi bây giờ mình sẽ đi làm món bạn, chuẩn bị sẵn một miếng hành tím. Củ khoai tây các bạn, thì hành lá mình đã cắt sẵn rồi các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ đi cắt khoai tây và cắt hành tím thôi các bạn ơi. Chọc mỏng mỏng nó ra như vậy các bạn. Luôn bạn. Tím với khoai tây mình cũng đã cắt xong các bạn. Rồi bây giờ mình đem cái cục thịt này qua mình ướp nữa bạn ơi. Mình sẽ bỏ nó vô là 2 muỗng cà phê bột ngọt các bạn. Và 2 muỗng cà phê hạt nêm luôn các bạn. Cộng thêm 1 muỗng cà phê tiêu các bạn. Và bột bột mì các bạn. Xíu bột mì vô các bạn. Rồi chúng ta sẽ bỏ hết hành tím này vô luôn các bạn. Và một mớ hành lá các bạn. Cái này hơi nhiều nên mình bỏ ít thôi các bạn. Rồi. Thêm vô miếng ớt khô nữa các bạn. Bột ớt, cái ớt khô rồi. Rồi. Bây giờ mình sẽ nhồi nữa các bạn. Để mình nhồi bằng tay không, mình không có mang bao tay, mình nhồi xong rồi mình sẽ quay cho các bạn xem tiếp nha. Bạn thịt heo hồi nãy giờ mình đã ướp xong rồi các bạn. Rồi mình đã có chuẩn bị thêm á, là lạp xưởng, tôm, trứng cút và nấm mèo trắng các bạn. Đây. Mình đã sơ chế sẵn rồi các bạn. Để tránh mất thời gian để mình quay từng món nên mình đã sơ chế nó trước. Rồi bây giờ mình sẽ đi làm món nha các bạn. Mình có chuẩn bị một cái bọc về nè các bạn. Rồi mình sẽ kem thịt lên các bạn. Mình đem hết thịt lên, mình sẽ trải cho nó mỏng ra các bạn. Cái con chó nhà mình đó các bạn, nó bắt chuột mà mấy con chuột nó chui trong kẹt đó, làm sao mà bắt được này, nó cứ la la hoài, mình cứ cán mỏng mỏng ra các bạn. Đầu mình sẽ để cái ở tay các bạn. Ở trên mình gái thêm 3 cái hành ngò đồ lên bạn. Rồi bắt đầu mình sẽ tiếp tục mình gái mấy cái nấm mèo này lên bạn. Để cho nó đều ra. Rồi mình sẽ sắp mấy cái xúc xích nè bạn. Mình tính lạp lạp xưởng mà không gà lạp xưởng mình hết cái mình cũng không hay luôn các bạn. Rồi mình sẽ để trứng cút sắp nó xuôi theo vậy các bạn. Cái này là cái nhân hồi để mình cuộn nó lại cũng giống như cái đòn bánh tét vậy đó các bạn. Khi mình cắt ra chính giữa cái nhân của nó là một
cái trứng cút các bạn. Đó, mình cứ sắp xuôi nó theo như vậy đi, rồi mình sẽ sắp tôm nó theo bên như vậy nữa bạn. Đi. Đó. Sắp vậy đó bạn. Đó. Khá là bắt mắt bạn. Đó. Cái trứng cút. Đó. Rồi mình sắp khoai tây rồi, còn dư lại mình sẽ sắp nó lên hết luôn các bạn. Cái nhân khổng lồ luôn. Nó bự ra để mình cuộn nó mới dính các bạn ơi. Chứ đeo hồi nó không có giáp. Mình cuộn là nó sẽ không có dính lại các bạn. Bây giờ mình kéo lên gì nữa bạn. Kéo nó lên cho nó úp lại bạn. Bè này xong cái bắt đầu mình sẽ xây nó lại. Và mình sẽ tiếp tục bè thứ hai các bạn. Đây các bạn, hồi nãy giờ mình cũng đã buộc xong rất chặt luôn bạn. Mình buộc ở trong một lớp bằng, rồi mình buộc quấn dây thun, rồi thêm một lớp ngoài bọc nữa bạn, tránh đừng cho nó xì. Mình tính là mình đem đi nướng, nhưng mà bây giờ mình sẽ không nướng nữa các bạn, mà mình sẽ đem đi hấp nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ chuẩn bị một cái nồi các bạn, rồi mình sẽ bỏ nó vô mình hấp bạn ơi. Mình đã hấp nó chín rồi nè các bạn, khá là ngon các bạn. Bây giờ là mình sẽ đem đi bỏ nó vô trong cái tủ đông các bạn, cho nó cứng lại nha các bạn. Còn các bạn không có tủ đông thì mình có nước đá các bạn. Mình bỏ vô trong nước đá đặng cho nó cứng lại, rồi mình sẽ sắc ra mình ăn nó sẽ rất là ngon bạn. Cái này cũng giống như là chả nguội vậy đó các bạn. Rồi mình sẽ bỏ vô trong cái tủ lạnh các bạn, đợi cho vài tiếng đồng hồ nữa nó sẽ đông lại nha các bạn. Đây các bạn, sau một đêm mình đã cho nó đông lại bạn. Đây nó các bạn, giờ mình thấy khá là ngon các bạn. Giờ mình sẽ sắc ra nha các bạn, mình chắc giờ phanh bạn. Đó. Cái dao này nó hơi lục bạn. Chào bạn nha, sau một ngày một đêm cái món chả của mình cũng đã xong nha các bạn. Làm từ thịt xay các bạn, mình sẽ chấm với tương ớt bạn. Bạn thấy khá hấp dẫn luôn bạn. Giờ mình mời các bạn cùng ăn với mình nha. Nè các bạn, các bạn đó. Dao của mình các bạn cũng lục quá, nãy mình cắt nó bị bể rồi các bạn đó. Mình buộc lúc mình hấp mình buộc cũng khá chặt mà nó cũng phải bị gãy các bạn đó. Mình lấy miếng này nó đẹp các bạn, cái này nãy cái dao bén mình cắt nó không có bị bể rồi, xuất ra luôn rồi các bạn ơi. Miếng này lại đây đó, nó mình mời các bạn nha. Cái này lần đầu tiên các bạn mình làm á, nên nó chưa có kinh nghiệm là về cái chỗ mà nó bị bể ra như vậy nè các bạn, do mình buộc nó không chặt các bạn. Mình làm thì khá là ngon bạn, để mình ăn thử ngon không nữa mình quảng cáo chứ rồi. Ngon quá bạn ơi, mà mình buộc nó không có chặt bạn, nên nó bị mà bể ra
các bạn làm, các bạn cái lúc mà mình thành cái đầu bánh tét rồi bạn, mình sẽ lấy dây phổi mình buộc cho nó thiệt là chặt lại luôn các bạn, nó sẽ rất là dễ và nó sẽ không bị mà xúc cái kiểu này các bạn. Hồi đó giờ mình cũng không có gót bánh tét nên mình chỉ buộc xương, là mình cũng cứ nghĩ đâu là nó sẽ dính lại, nhưng mà nó dính, nhưng mà nó dính không có được đẹp luôn bạn. Nó ăn thì khá là chất lượng mà. Ngày mai ngày mốt mình sẽ làm lại cái món giò thủ mình làm, mình buộc lại các bạn. Nhưng cách làm này là khá ngon bạn ơi. Bạn hấp xong á, mình làm cũng giống như chả nguội giò thủ á bạn. Bỏ vô tủ lạnh cũng hơn. Mình không có tủ lạnh, mình bỏ vô đá bạn. Nhưng khá là ngon bạn ơi. Nhúng mèo á, dai giòn thịt thịt. Mình á, mà hết lạc xưởng rồi, cái này mà bỏ lạc xưởng vô một cái nữa rồi là khá là ngon bạn. Cái nhìn trứng cốt đều chơi luôn các bạn. Bạn có thể làm trứng gà, trứng vịt cũng được bạn. Nếu trứng gà, trứng vịt thì mình làm cắt đôi ra. Mình chỉ bị thất bại cái chỗ là mình buộc không có chặt bạn. Bởi vì cái đòn của mình nè bạn, không có đều, đồ bự đồ nhỏ. Nhưng mà ở trong nhân thịt khá là ngon các bạn. Ở đó thịt, đi chợ mua thịt bằm về bạn, mình làm về ăn ngon quá trời các bạn. Mà các bạn bỏ nướng mèo nhiều là dai giòn thịt thịt và ngon các bạn. Bỏ nướng mèo là mình ăn thấy khá là ngon. Bỏ khoai tây chấm nữa, nướng thịt khá là ngon luôn bạn, nó vừa ăn rất ngon. Mình hấp trong các bạn, mình bỏ tủ lạnh tới một đêm luôn á, bỏ hết đêm hôm hôm luôn. Tới bữa nay là tới trưa nay mình mới đem ra nó mới cứng. Nhưng mà do mình làm á không có được chặt á, chỉ được mình gói mình buộc á, nó không chặt nên nó không có ém được mấy cái nhưng ở trong các bạn. Nên nó với cái dao mình hay lục cái mình gắt nó bị gớt kìa các bạn. Nhưng thịt ở ngoài thì nó rất dẻ luôn bạn. Chấm với tương ớt quá ngon luôn bạn. Ngon thiệt bạn ơi. Nhà mình bỏ tủ lạnh mình để về mình ăn hoài được hoài luôn bạn. Ăn thêm cái này mình nhậu cũng ngon bạn. Có nướng mèo cũng phải cay ngon quá. Hãy mình có thêm lạc xưởng nữa bạn. Và mình dở tủ lạnh ra cái để cái con tôm của mình nè bạn. Con tôm mình cũng khá ngon bạn. Hết lạp xưởng mình không ngay các bạn. Rồi thấy vậy mình còn có được có một cây lúc xích duy nhất rồi này, khoai tây các bạn. Khoai tây mình thay thế cho đậu các bạn. Còn thôi các bạn có hộp đậu Hà Lan mình bỏ vô cũng ngon. Thôi hộp đậu bự, đậu đen bự các bạn. Nhưng mà thấy khoai tây ghê ngon mà. Ngon quá. Bạn, nó giống như bánh tét mà bị xúc nhân như mình làm mình không. Dạ chân cúc. Bà ở chỗ mình buộc không chặt. Tại mình mới làm đầu tiên nên cũng không có kinh nghiệm không bạn. Sao bạn làm buộc càng chặt là cái dẻ lại bạn, là cái nhìn nó ngon, nó sẽ ngon liền à. Làm dở quá. Nhưng mà cái cách làm thì nó ngon, vậy là ngon bạn. Còn một cách nữa bạn là mình không có hấp, mình để vô nước trực tiếp mình luộc luôn bạn, giống như mình luộc bánh tét vậy đó. Khi mình luộc xong á thì mình sẽ bỏ tủ lạnh đi ra vậy bạn, nhưng mà mình luộc nước trực tiếp á thấm nước vô nó không ngon hung, nên mình hấp thì nó sẽ ngon hơn, nhưng mà mình luộc vẫn được. Còn cách thứ ba là các bạn sống về luôn, rồi bạn để tủ lạnh cho nó đông lại. Rồi bắt đầu mình sẽ để lên bếp mình chiên, mình cắt thành nhỏ nhỏ mình chiên.
nhưng mà có khi mình làm như vậy nó sẽ không có ngon bằng này các bạn. Cách này thì nó ngon nhất, nhưng mà do mình làm bị thất bại cái chỗ mình buộc không chặt các bạn, như mình gói nó không có đều. Mình không có giờ không biết gói bánh tét nên mình làm không có đều, không có đẹp luôn các bạn. Nhưng mà cách thức thì làm gì nó sẽ rất ngon bạn. Mình có như bánh tét vậy đó, mình có thể thêm vô mỡ nữa, mỡ thì ăn nó sẽ ngán. Còn cái vỏ nó là thịt rồi thì biết trong nhân các bạn có thể thay thế là nếp, còn không thôi á bạn có thể xài cọng bún á bạn, cũng ngon á. Mình thì mình sử dụng pha tay này là ngon. Cái này là kêu bằng hạt cẩm này nó quá ngon à. Nhưng mình làm nó chưa có vẻ hung á, nên nó bị gờ ra cái chút đỉnh thôi. Pha tay thì nó đã thay thế cho nếp gạo của bạn. Trong nhân của mình thì nó đã có trứng mèo là nó quá ngon, da giòn sực sực rồi, cộng thêm trứng cút, pha tay rồi tôm mới nữa. Sực sực muốn ăn hoài luôn bạn. Mình ăn miếng này nó mình nghỉ bạn, để mình ngồi ăn hoài nó bạn chửi mình à. Thôi mình sẽ ăn tiếp. Mời bạn uống cà phê các bạn. Phái đúng mạng các bạn nghe thì cực ngon quá. Ngon thiệt là ngon. Cái này để một chút xíu nữa mình sẽ ăn tiếp tục. Thôi mình nghĩ các bạn, video mình đến đây cũng kết thúc các bạn. Bạn xem video của mình, thấy video của mình hay hữu ích thì các bạn nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ giúp mình bạn, để mình có thêm nhiều động lực làm nhiều video mới hay hơn gửi đến cho các bạn bạn ơi. Thôi quá bạn, chào bạn nha.